Thầy chào các em đã đến với kênh của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy hướng dẫn các em học bài số 2, các giao thức mạng. Tin học lớp 12, sách giáo khoa cánh diều nhé các em. Học xong bài này, các em sẽ mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng. Em hãy liệt kê những yêu cầu cần thiết để em và bạn có thể là trao đổi tin nhắn được với nhau. Thì cái yêu cầu cần thiết để em và bạn có thể là trao đổi tin nhắn được với nhau, đó là các em cần phải có thiết bị số, chẳng hạn như là có laptop hay là có điện thoại thông minh. Và điều kiện là hai thiết bị của hai bạn phải được kết nối mạng với nhau ha. Phần 1 nhỏ, giao thức mạng, khái niệm cơ bản. Hoạt động số 1, em hãy liên tưởng đến quá trình gửi thư qua bưu điện và đưa ra các bước cần thiết để gửi một tệp dữ liệu từ máy tính thứ nhất đến máy tính thứ hai trong một mạng máy tính. Thì cái việc mà gửi thư qua bưu điện đó các em, thì các em cần phải soạn thư và các em ra bưu điện gửi. Ra bưu điện các em gửi lá thư đó. Sau đó thì bước thứ hai là bưu điện mới lấy cái lá thư đó chuyển đến người mà cần nhận. Thì khi đó thì lá thư sẽ đến tay người nhận ha. Như vậy thì có thể là liên tưởng đến cái quá trình gửi một tệp từ máy tính thứ nhất sang máy tính thứ hai. Là máy tính thứ nhất là các em phải chuẩn bị một cái tệp dữ liệu ở trên máy tính thứ nhất. Sau đó thì các em mới gửi tệp dữ liệu này đến máy chủ, đúng không? Đến máy chủ. Sau đó thì từ máy chủ mới gửi tệp dữ liệu đó trở lại máy thứ hai là máy nhận. Vậy thì để gửi những cái tệp như vậy thì chúng ta cần phải có giao thức mạng hay các em. Vậy giao thức mạng là gì? Giao thức mạng ở đây là một tập hợp các quy tắc được sử dụng để điều khiển truyền thông tin và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng máy tính nhằm đáp ứng các yêu cầu về một số vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là về định dạng và chuẩn hóa, định nghĩa các quy tắc và định dạng cho việc đóng gói trao đổi dữ liệu trong mạng, đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đi và nhận đúng cách, giúp đảm bảo tính tương thích giữa các thiết bị và ứng dụng khác nhau. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề định tiến và chuyển tiếp các em. Thì cung cấp các thuật toán và quy trình để định tiến và chuyển tiếp các gói tin từ nguồn đến đích, giúp xác định đường truyền tối ưu cho dữ liệu trong mạng, đảm bảo rằng dữ liệu truyền đi và nhận về một cách đầy đủ mà không bị lạc mất hoặc là bị trùng lặp ha. Vấn đề thứ ba đó là quản lý lưu lượng mạng. Cho phép quản lý lưu lượng mạng bằng cách là kiểm soát việc gửi và nhận dữ liệu trong mạng, giúp hạn chế lưu lượng không cần thiết, phân phối công bằng tài nguyên mạng, đảm bảo rằng mạng hoạt động hiệu quả và ổn định. Vấn đề thứ tư đó là đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy. Thì cung cấp các cơ chế bảo mật để bảo vệ dữ liệu trong mạng khỏi các mối đe dọa như là tin tặc nè, tấn công mạng nè, lừa đảo vân vân, tức là các cái hacker các em. Nó bao gồm các cái giao thức mã hóa, xác thực và kiểm soát truy cập để đảm bảo tính riêng tư và an toàn của thông tin truyền qua mạng, đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu được truyền trong mạng ha. Vấn đề thứ năm đó là vấn đề tích hợp các cái dịch vụ và ứng dụng. Thì vấn đề này cho phép tích hợp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau trong mạng, định nghĩa các ứng dụng giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau, cho phép người dùng truy cập vào các dịch vụ như là truyền tải tệp, truyền thông đa phương tiện, truy cập web và gửi email. Các giao thức trong mạng phân tích các quy trình lớn hơn thành các cái chức năng và nhiệm vụ nhỏ hơn, riêng biệt trên tất cả các cấp độ mạng. Một tập hợp các giao thức mạng kết nối với nhau thành một bộ giao thức. Thầy ví dụ như là bộ giao thức TCP/IP, thì bộ giao thức này được sử dụng rất là phổ biến trong mạng máy tính hiện nay hả các em. Tiếp theo các em tìm hiểu phần B nhỏ, một số giao thức mạng. Một số giao thức mạng quan trọng hiện nay gồm, tức là những cái giao thức mạng thầy sắp kể tới đây, đó là những giao thức mạng này rất là phổ biến và rất là quan trọng
ở trong mạng máy tính ha. Đầu tiên là giao thức Internet, đó là IP, là một giao thức quan trọng ở trong mạng máy tính và là một trong những giao thức cốt lõi trong bộ giao thức TCP/IP. Thứ hai là giao thức vận chuyển, thì giao thức vận chuyển bao gồm các cái giao thức quy định cách dữ liệu được chia thành các gói tin, sau đó đánh số, gửi và nhận giữa các thiết bị mạng. Ví dụ như là giao thức TCP, thì giao thức TCP là một cái giao thức vận chuyển đáng tin cậy hơn là giao thức UDP trong mạng Internet ha. Thì UDP là truyền dữ liệu mà không yêu cầu việc thiết lập kết nối trước, không đảm bảo việc truyền dữ liệu đúng thứ tự và toàn vẹn. Do đó thì cái giao thức TCP là giao thức được sử dụng phổ biến hơn là giao thức UDP ha các em. Thứ ba đó là giao thức truyền tải siêu văn bản HTTP. Thì siêu văn bản là gì các em? Siêu văn bản ở đây đó là văn bản trong đó có tích hợp cả hình ảnh, âm thanh và thậm chí là có tích hợp các cái đường liên kết đến các cái văn bản khác nữa các em. Ví dụ như là một cái trang web, thường các em truy cập vào một trang web nào đó thì trang web đó là một siêu văn bản ha. Thì giao thức truyền tải siêu văn bản HTTP là một trong những giao thức phổ biến hiện nay và được sử dụng trong việc truyền tải dữ liệu trong các trang web. HTTP quy định cách mà các máy khách và máy chủ giao tiếp và trao đổi thông tin với nhau. Vấn đề tiếp theo đó là giao thức truyền tải tệp FTP. Thì FTP là một giao thức được sử dụng để truyền tải tệp giữa các máy tính. Giao thức FTP cho phép người dùng truy cập, tải lên, tải xuống và quản lý các tệp ở trên máy chủ từ xa. Cái giao thức truyền tải thư đơn giản SMTP, thì giao thức SMTP đây là một cái giao thức được sử dụng để gửi và nhận thư điện tử trong mạng máy tính ha. Giao thức SMTP thì quy định quy trình trao đổi thư bao gồm là việc xác thực, mã hóa và chuyển tiếp thư các em. Tiếp theo các em tìm hiểu phần 2 nhỏ, đó là giao thức TCP. Thì giao thức điều khiển truyền tải TCP đảm bảo là việc truyền dữ liệu ổn định và đúng thứ tự giữa các ứng dụng trên mạng. TCP thì có cơ chế là kiểm tra lỗi, khôi phục, điều chỉnh tốc độ truyền dữ liệu. Ví dụ như là khi một máy tính gửi đi một gói tin và không nhận được thông báo từ máy nhận là đã nhận được gói tin đó, thì nó sẽ gửi lại các em. Do đó thì giao thức TCP trở thành giao thức để truyền thông tin như là hình ảnh tĩnh, tệp dữ liệu và truyền tải trang web. Thì các em có thể là quan sát hình số 1. Trong hình số 1 này là quá trình trao đổi dữ liệu giữa hai máy tính theo giao thức TCP ha. Thì trao đổi dữ liệu giữa hai máy tính theo giao thức TCP thì bao gồm là các bước như sau. Bước số 1 đó là quá trình thiết lập kết nối, đó là thiết lập kết nối giữa hai máy tính để gửi và nhận ha các em. Cho đến bước 2 đó là quá trình trao đổi dữ liệu, bao gồm hai quá trình. Thứ nhất là truyền dữ liệu, dữ liệu được chia nhỏ thành các gói tin và sau đó thì được gắn thêm các thông tin khác, chẳng hạn như ở trên gói tin đó có gắn thêm số thứ tự nè và số xác nhận. Sau đó thì gói tin được gửi đi qua mạng và máy nhận xác thực đã nhận được gói tin. Thứ hai đó là kiểm tra lỗi và khôi phục. TCP thì sử dụng số thứ tự và số xác nhận để đảm bảo là dữ liệu được truyền tải một cách là đáng tin cậy. Ở trong trường hợp gói tin bị mất hoặc là bị lỗi các em, thì thiết bị gửi sẽ thực hiện gửi lại gói tin đó ha. Cái bước thứ ba đó là quá trình kết thúc kết nối. Sau khi quá trình trao đổi dữ liệu được hoàn tất, thì quá trình kết thúc kết nối được thực hiện giữa hai thiết bị gửi và thiết bị nhận. Như vậy thì chúng ta thấy là gì? Quá trình trao đổi dữ liệu giữa hai máy tính theo giao thức TCP thì bao gồm có 3 bước ha. Đó là quá trình thiết lập kết nối, quá trình trao đổi dữ liệu và quá trình kết thúc kết nối. Và quá trình trao đổi dữ liệu thì bao gồm là truyền dữ liệu, kiểm tra lỗi và khôi phục dữ liệu. Tiếp theo các em tìm hiểu về giao thức IP. A nhỏ, giao thức
và địa chỉ IP. Giao thức Internet IP là một giao thức định tuyến và định danh các cấu tinh để có thể là chuyển tiếp các cấu tinh qua các mạng đến đúng địa chỉ máy nhận. Các cấu tinh sẽ được gắn thêm địa chỉ IP của máy gửi và máy nhận trước khi được gửi đi. Giao thức IP thì có chức năng phân phối các cấu tinh từ máy gửi đến máy nhận dựa trên địa chỉ IP được gắn ở trong cấu tinh tương ứng. Dựa theo thông tin được tính kèm trong mỗi cấu tinh mà bộ định tuyến có thể là chuyển tiếp cấu tinh đến đúng máy nhận. Địa chỉ IP thì địa chỉ IP ở đây là một địa chỉ số được gắn cho mỗi thiết bị khi mà kết nối vào mạng máy tính. Trong một mạng cục bộ thì mỗi thiết bị kết nối vào mạng đều được gắn một địa chỉ IP duy nhất. Hiện nay thì địa chỉ IP có hai phiên bản chính, đó là IPv4 và IPv6 nha. Thì sau đây các em lần lượt tìm hiểu về hai cái phiên bản IP này ha. Đầu tiên là địa chỉ IPv4. Thì địa chỉ IPv4 ở đây là một cái phiên bản rất là phổ biến và được sử dụng rộng rãi hiện nay. Địa chỉ IPv4 là một chuỗi số 32 bit. Thì 32 bit này được chia làm 4 cụm, mỗi cụm như vậy là 8 bit. Thì 8 bit thì nó tương ứng với một byte các em. Và được gọi là octet. Thì mỗi một octet như vậy là được biểu diễn dưới dạng thập phân và được ngăn cách nhau bằng dấu chấm ha. Thì ví dụ như là một địa chỉ IPv4 đi, thì ở hệ nhị phân sẽ là có 4 dãy bit như thế này ha. Mỗi một dãy bit như vậy gồm có 8 bit, và mỗi một dãy bit như vậy thì được ngăn cách nhau bởi một cái dấu chấm. Thì tương ứng ở dạng thập phân là gồm có 4 số thập phân là 130.57.30 và 56. Với một dãy dài 32 bit như vậy các em thì có thể là tạo ra được là khoảng 2 mũ 32, tức là sắp xỉ 4,3 tỷ địa chỉ IP khác nhau. Thì các em thấy cái số là 4,3 tỷ địa chỉ IP. Thì đây là một con số rất là lớn ha các em. Tuy nhiên thì với số lượng là 4,3 tỷ địa chỉ IP này thì cũng chưa đáp ứng đủ cái số lượng địa chỉ IP cho tất cả các cái thiết bị kết nối Internet hiện nay. Tại vì số lượng thiết bị mà kết nối Internet hiện nay các em rất là nhiều rồi. Do đó thì số lượng địa chỉ IPv4 này là không đủ cho tất cả các thiết bị ha. Do đó mà ra đời một cái IPv6. Đây là một cái phiên bản mới hơn và được phát triển để đảm bảo cho nhu cầu lớn hơn về địa chỉ IP. Thì IPv6 là một chuỗi gồm có 128 bit nhị phân. Thường được biểu diễn dưới dạng là thập lục phân, gồm 8 phần ngăn cách nhau bằng cái dấu 2 chấm ha. Thì ví dụ như thế này. Đây. Ví dụ như là có 8 phần, các em thấy tao có 8 phần ở đây, và mỗi một phần như vậy thì ngăn cách nhau bởi dấu 2 chấm. Và những con số này là số ở dưới dạng là hệ là thập lục phân các em, tức là hệ số hexa chứ không phải là hệ số thập phân của chúng ta ha. Rồi, với một dãy dài 128 bit thì có thể là tạo được là 2 mũ 128 địa chỉ IPv6 khác nhau. Thì lớn hơn rất nhiều so với IPv4 và cho phép tạo được hàng tỷ tỷ địa chỉ khác nhau. Thì khi đó thì với một cái số lượng cực kỳ lớn như vậy thì địa chỉ IPv6 sẽ đáp ứng được cho tất cả các thiết bị ở trên thế giới này kết nối Internet ha. Hoạt động số 2 là em hãy tìm địa chỉ IPv4 của máy tính em đang được sử dụng với sự hướng dẫn của giáo viên. Thì sẵn đây thầy sẽ hướng dẫn các em tìm địa chỉ IPv4 ở trên máy tính luôn ha. Để xem được địa chỉ IP máy tính của mình đang sử dụng thì các em có thể là truy cập vào control panel ha. Các em có thể là gõ control panel ở dưới ô tìm kiếm để mình truy cập trình control panel trên máy tính nè các em. Rồi sau đó thì tiếp theo thì các em tìm đến cái mục là network ha. Đây network. Ở đây thì các em thấy là máy tính của thầy đang kết nối với wifi đây. Wifi này đây. Các em nhấn vào tên của wifi ở đây ha. Đây nó xuất hiện là Wi-Fi status. Đây. Thì tiếp theo thì các em nhấn vào chỗ là detail nè. Cái nút detail. Nhấn vào đây. Đây thì các em có thể là dễ dàng thấy được là gì. Ở đây nè các em. Cái dòng này là IPv4 address, đó là địa chỉ IPv4 ha.
thì máy của thầy hiện tại có địa chỉ IP là 1.2.168.1.27. Đấy. Đó là địa chỉ IP máy của thầy ha. Rồi. Mình quay lại bài hết các em. Các em cũng vừa biết cách để xem được địa chỉ IP V4 ở trên máy tính của mình ha các em. Thì các em cũng đã biết được là địa chỉ IP V4 thì bao gồm có hai phần. Thứ nhất đó là phần địa chỉ mạng, gồm có 3 số các em. Network ID nè, gồm có 3 số. Và cái phần thứ hai đó là phần địa chỉ máy, thì phần địa chỉ máy là cái số cuối cùng ha, host ID. Thì địa chỉ mạng là để xác định được mạng mà thiết bị đang kết nối. Thì các máy tính trong cùng một mạng LAN á các em thì sẽ có cùng một địa chỉ mạng ha. Địa chỉ máy được xác định là thiết bị cụ thể ở trong một mạng. Hình số 2 này thì các em xem ở đây. Thì đây là một cái ví dụ về cấu trúc của một địa chỉ IPv4. Đây, thì nó có 4 số nha. Mỗi số như vậy thì được ngăn cách nhau bởi một cái dấu chấm. 3 số đầu tiên là địa chỉ địa chỉ máy. Xin lỗi, là 3 số đầu tiên là địa chỉ mạng, network ID, còn số cuối cùng là địa chỉ máy, host ID ha. Phần B nhỏ, các em tìm hiểu về hệ thống tên miền. Thì các em thấy thì mỗi một cái trang web như vậy đó các em thì tương ứng với một địa chỉ IP ở trong mạng internet ha. Thì ví dụ như là trang web là google.com.vn thì có địa chỉ IP tương ứng là 142.251.220.3. Do đó thì có thể là truy cập Google theo tên miền hay là theo địa chỉ IP đều được ha. Thì các em dễ thấy rằng là gì? Người dùng mạng thì khó có thể nhớ được địa chỉ IP của những cái trang web mà họ muốn truy cập. Tại vì địa chỉ IP thì gồm một cái dãy số thì rất là khó nhớ đúng không các em? Do đó mà cái hệ thống tên miền DNS á là cách định danh các máy tính trong mạng bằng cách là sử dụng những cái chữ gợi nhớ tạo thuận lợi cho người dùng internet ha. Thay vì những cái con số như thế này thì khó nhớ, nhưng mà mình sẽ sử dụng một dãy ký tự là google.com.vn thì người dùng sẽ dễ dàng nhớ và dễ sử dụng hơn ha các em. Tên miền thì được phân thành các cấp, và mỗi cấp như vậy được viết cách nhau bởi một dấu chấm các em. Thì các em có thể là xem ví dụ bên hình 3. Đấy. Đầu tiên đó là tên miền cấp cao nhất. Ở đây là phần đuôi sau cùng của tên miền ha. Đây có thể là viết tắt của một số quốc gia. Ví dụ như là VN là Việt Nam các em, hay là US, UK, vân vân. Hay là một cái tổ chức kinh tế xã hội nào đó, ví dụ như là COM, ORG, NET, EDU, GOV, INFO, BIT, XYZ, hay là IO, AI, vân vân. Có thể là tên miền cao cấp có thể là bao gồm những cái dãy ký tự như vậy. Thứ hai, về bên trái nè, các em có một cái dấu chấm và cái phần ở bên trái của cái tên miền cao nhất đó, cấp cao nhất đó là cái tên miền cấp 2. Thì tên miền cấp 2 này là cái phần ngay trước tên miền cấp cao nhất ha. Ví dụ như google.com, facebook.com, youtube.com hay là amazon.com. Thì cái phần Amazon, YouTube, Facebook hay là Google này, đây là cái tên miền cấp 2. Ví dụ như trong trường hợp này các em thì Google là tên miền cấp 2 ha. Rồi tiếp tục thì có một cái dấu chấm ngăn cách về bên cái phần bên trái nữa, đó là tên miền cấp 3 ha, tên miền cấp 3. Và cái phần cuối cùng, cái phần www thì đây là tên miền phụ ha các em. Đây. Tên miền cấp 3 là cái phần trước của tên miền cấp 2 đấy ha. Ví dụ như là mail.google.com hay là new.google.com, write.google.com thì cái phần như là mail, new, write đây, đây là tên miền cấp 3. Tên miền phụ là một phần thông tin mở rộng được thêm vào đầu tên miền của mỗi trang web ha. Tên miền phụ thì cho phép là phân tách nội dung cho một cái chức năng cụ thể của trang web. Tên miền phụ phổ biến nhất là www. Cái từ mà www thì game là viết tắt của từ là World Wide Web ha. Đây là một tên miền phụ chứa trang chủ của các trang web và các cái trang quan trọng nhất của nó ha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em học xong phần lý thuyết
trong bài số 2 này. Phần câu hỏi và bài tập ở cuối bài thầy sẽ hướng dẫn các em giải ở trong tiết học sau nhé. Còn tiết học này thầy sẽ dừng ở đây. Thầy chúc các em học tốt, đạt được điểm cao nhé. Thầy hẹn gặp lại các em ở trong các cái tiết học sau.